Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2018. Em tiếp tục giới thiệu để chia sẻ cho tất cả các bạn những loại lan rừng mà ngày hôm nay em có. Thì hôm nay em có chừng khoảng 21 loại, 23 loại gì đấy lan rừng mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho các bạn đây nhé. Thì các bạn thích loại lan nào thì hãy điện trực tiếp cho cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi Ngọc Bền sẽ gửi hàng đi trong ngày cho các bạn. Rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu từng mặt hàng cho các bạn luôn. Hôm nay em có những phần lan, loại lan, hàng kg có, hàng phần có nhé các bạn nhé. Thì các bạn cứ thích phần nào, hàng loại hàng nào thì cứ điện cho cơ sở Ngọc Bền đây. Hoặc là nhắn tin theo số điện thoại đấy. Đó. Như ở đây em có một phần lan kim thoa nhé các bạn nhé. Đây lan kim thoa rất là dài luôn. Cây dài nhất này nó phải chừng khoảng 1,5 m. Cái phần lan kim thoa này nó là một dề. Còn có kèm thêm mấy dề lẻ lẻ nữa. Phần này thì nó rơi vào 1,5 cân nên là em để giá cho các bạn là cả phần này là 200.000 nhé các bạn nhé. Đấy. Để giá cho các bạn là 200.000 cả phần này nhé. Tại vì cái này em sẽ không bán lẻ nữa. Tại vì chỗ này thì các bạn về trồng một chậu lên rất là đẹp luôn mà rất là dài. Đó. Đấy. Còn ở đây là lan địa lan kiếm đỏ nhé các bạn. Kiếm đỏ chỉ có ở rừng Cao Bằng thôi. Hoa bông hoa nó rất là to. Nó mỗi một chùm, mỗi một cần hoa nó lên nó phải to bằng cổ tay á các bạn ạ. Đấy, mỗi một bó như vậy em bán giá là 70.000 một bó nhé các bạn nhé. 70.000 một bó để về cho các bạn trồng một chậu vừa đẹp luôn. Đây là những cần hoa ở nó đây. Là loại cây nên nở hoa vào tháng 7, tháng 8 nhé. Trong năm nhé các bạn nhé. Thì mỗi một cần hoa như vậy nó to bằng cổ tay á. Màu đỏ rực rất là đẹp luôn. Mà hoa của nó là hoa hướng thiên nhé các bạn nhé. Đấy. Em còn chừng này bó này. Còn ở đây là lan bạch ngọc. Kiếm bạch ngọc. Hoa cực kỳ là đẹp rồi các bạn ạ. Lan kiếm bạch ngọc thì mỗi bó như vậy là 300.000 nhé các bạn nhé. Lan kiếm bạch ngọc là loại lan rất là hiếm ở rừng Cao Bằng. Ở các tỉnh khác cũng không có loại lan này đâu. Đấy. Lan này thì cái kiếm bạch ngọc này thì ở vùng nóng thì nó sẽ nở vào chừng khoảng tháng 10 nhé các bạn nhé. Nở hoa vào chừng tháng 10. Như chỗ này ở vùng nóng này, chúng ta dễ thuần hơn này, thì nó nở hoa mới tàn hoa rồi. Đấy. Mới tàn hoa, đây là những cần hoa vừa rồi nó mới tàn đây. Nếu mà lúc vừa rồi mà đang hoa mà dân họ đi lấy được về để cho chúng ta xem hoa luôn thì cực kỳ là đẹp luôn. Bông hoa rất là to, cánh trắng với cả có cái họng vàng nhé các bạn. Cánh trắng họng vàng mà cho mùi hương rất là dịu dàng luôn các bạn. Mùi hương nó rất là dịu dàng. Mà nhìn bông hoa nó thướt tha như là một người phụ nữ mà mặc khoác trên mình những cái bộ tân thời lụa màu trắng. Rất là đẹp luôn. Cánh rất là dài và bông rất là to. Đấy. Mỗi bó này là 300.000 một bó nhé các bạn. Ở đây em có một phần liền dề đây. Phần liền dề này có tới ở bên này gồm có 4 cái giả hành này. Thì có một giả hành là giả hành tơ con này. Đây. Gồm có 2 giả hành tơ, 1 giả hành già. Còn ở bên này đây thì nó có 3 giả hành thì một giả hành già này thì sắp xuống hết lá rồi. Còn 2 giả hành tơ nhé các bạn nhé, 2 giả hành tơ đây. Đấy. Đấy, một giả hành thì vừa rồi nó ra hoa này. Nhưng mà thằng này thì nó vẫn ra hoa sang năm, cái giả hành ra hoa này sang năm nó vẫn ra hoa bình thường nhé các bạn nhé. Đấy. Cái dề này em bán giá là 400.000 về chúng ta trồng một chậu. Đấy. Còn ở đây em có một bó kiều vàng lẫn cả kiều mỡ gà của rừng Tuyên Quang. Bó này em bán giá cho các bạn cây nhỏ thôi. 50.000 bó này nhé các bạn nhé. Bó này. Về chúng ta trồng một vào một cái bảng thớt nào đấy là một chậu nhỏ xinh nhé các bạn nhé. 50.000 bó này thôi. Còn ở đây là giáng hương cẩm báo. Giáng hương cẩm báo hiện giờ nó đang cho nụ nhé các bạn này.
Đấy, cây đang cho nụ này. Cây đang cho nụ rất nhiều luôn này. Đấy. Đây, những cái nụ của lan cầm báo đây. Hiện giờ nó đang dài cỡ này rồi đây. Nó sẽ có từ cây nhỏ này trở lên, nhưng mà cây nhỏ cực kỳ là ít đây này. Đấy, chỗ này em chỉ có mấy cân thôi. Đấy. Đó. Giáng hương cầm báo có giá là 300.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Cây nhỏ đang nụ này. Đang nụ cỡ này đây. Đây là giáng hương cầm báo nhé. Đó. Còn ở đây là em có phần lan nghệ tâm. Đấy, lan nghệ tâm đây. Cái phần này nó xuống lá này. Đó. Đấy. Bên này vẫn còn lá chút này. Mỗi một bó như vậy là 100.000 nhé các bạn nhé. Có hai phần nghệ tâm, mỗi phần là 100.000 một phần. Đấy, làm thành từng bó vậy rồi. Còn ở đây là một bó hạc vĩ thân to lẫn lộn nhau, hàng rừng Cao Bằng nhé các bạn nhé. Có mỗi bó vậy thôi này. Đấy, mọi khi là hàng rừng ở bên Tây Bắc, nhưng mà cái bó này là hàng rừng Cao Bằng nhé. Thì bó này em cũng bán giá là 100.000 thôi. Đấy. Nó có cả to nhỏ lẫn lộn nhau nhá. Đấy, một dề này rất to luôn. Dề này liền dề này, những cái thân to to này. Rất nhiều, khá là nhiều thân đó, cả thân già, thân tơ. Còn ở đây là bó hoàng thảo tam bảo sắc. Bó hoàng thảo tam bảo sắc thì em bán giá là 80.000 bó này nhé các bạn nhé. Bó này nhỏ nhỏ đây này. 80.000 bó này nhé. Còn ở đây em có những cái phần lan Trần Tuấn. Loại lan quý hiếm mà mới được cái ông Trần Tuấn phát hiện ra, đặt luôn cái tên của ông ấy. Mỗi phần này có giá là 200.000 nhé các bạn nhé. Đấy. Đây thân tơ này. Đây thân tơ này. Đây thân tơ này. Đó. Đây thân tơ này. Cái con đây thân tơ này, đây nữa này, đấy phần này nữa này, phần này cũng vậy đây, phần này có hai thân tơ luôn này, dề này, đây thân có lá này nữa này, đấy cái phần này đây một thân tơ nữa này, đây thân tơ này, ở đây có hai thân tơ nữa này, một thân một lá này, đó, đây có một thân tơ này. Tơ này hơi bị gập tí, về chúng ta nuôi ki nhé các bạn nhé. Loại chúng ta ươm ki nó lên như phi điệp á. Nó lên ki rất cũng rất là nhiều. Mỗi mắt nó lên một ki. Đấy. Đấy, phần này có bị gãy một thân tơ thôi. Đây cũng một thân tơ này. Đây thân tơ nhé. Đây cũng thân tơ này. Đợt này về được có mấy phần như vậy thôi, có 3 phần như vậy thôi. Đấy. Các bạn muốn đặt hơn nữa em có rồi. Đó. Đây. Phần này nữa đây. Đó. Cứ đều đều nhau thôi các bạn ạ. Mỗi phần là 200.000 nhá. Còn cái này là hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng thì hàng này hàng giống rồi, hàng đẹp thì em hết hàng rồi. Hàng đẹp thì giá 550 cơ. Nhưng mà em hết hàng rồi. Còn một chút hàng giống này chắc chỉ rơi vào độ khoảng 1 kg nữa thôi. Thì em bán giá là 350.000 một kg nhá các bạn nhá. Chỗ này chắc có chừng khoảng hơn kg ạ, ký rưỡi này. Đấy. Bạn nào mà lấy hết chỗ này em để 400 nhá. Đấy, nếu mà lấy lẻ lẻ thì em cứ tính giá là 350 một kg. Đấy, bán để cho các bạn làm rỗng. Còn ở đây là lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên hàng đẹp ở bên trên nhé các bạn nhé. Đây cái hàng giá rẻ hơn thì đây. Cây nó rời rời hơn, nhìn xấu xấu hơn thì giá là 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Sơn Thủy Tiên. Đấy, chúng ta lấy về ghép để chúng sắp tới chúng ta nuôi những cái mầm cây con mới. Đây. Hàng này thì có giá rẻ hơn là 180.000. Còn hàng đẹp mướt mát đây, không thể chê được. Đấy, thành dề luôn này. Có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. 250 một cân. Đấy. Đấy, hàng đẹp này. Đấy, khóm nhỏ để em bù cho các bạn làm sao cho đủ cân thôi. Đấy. Đấy, Sơn Thủy Tiên nhá. Đây, còn dề như dề này phải đến một cân, hơn cân. Đó. Còn ở đây là chồn bắc. Chồn bắc em có phân hai loại luôn. Một loại là có giá rẻ thôi. Đấy, loại cây nhỏ bên này thì có giá là 160.000 một kg thôi. Còn đây cây to đẹp đây.
cây to đẹp thì đây thì đẹp mướt mát, không lá không bị dập gãy, với cả nó to khỏe. Đấy, có cả xếp V này, lấn lộn nhau nhá, xếp V với xếp lưng lấn lộn nhau nhá. Đấy, có giá là 250 một kg. Đấy, loại hàng đẹp như này thì chọn lọc, hàng này không đẹp không lấy tiền. Đấy, tiện cho các bác nào mà thích chơi hàng đẹp thì chơi hàng đẹp, mà bác nào thích ghép hàng giống thì để chúng ta nuôi cấy thì lấy hàng giá rẻ hơn là 160.000 ở bên kia nhá. Đấy, hàng đẹp thì như này. Đấy. 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 250.000 một cân nhá, chồn bắc nhá các bạn, chồn trắng. Còn ở bên này đây thì đấy, hàng cây nhỏ thì đây 160.000 thôi. Đấy. Thì nó sẽ có cả những cây nhỏ cỡ này. Chồn bắc thì đấy, nó có cả những cây nhỏ này nhé các bạn nhé. Cây nhỏ cũng cho hoa được rồi này. Đấy, 160.000 thôi. Nó cũng có cả xếp V nhé các bạn nhé. Hôm qua nó là cây nhỏ. Còn ở đây là trúc hàng giống, trúc Phật Bà, rừng Lào nhé các bạn nhé. Chứ trúc thì các bạn nếu mà muốn thuần thì đừng có mà mua hàng tàu nhé. Hàng tàu thì nhìn thân lá của nó là đẹp rất mát lắm. Để mà tìm này, ở trong này thế nào có một thân hàng tàu. Cái này không phải, cái này không phải hàng tàu. Mà hàng tàu nhìn nó ná nhỉ, thân nó đen đen. Họ thường hay bán giá hàng đẹp nó rơi vào độ khoảng 400 gì đấy. Em cũng chưa bao giờ nhập hàng tàu, tại vì hàng tàu em không chơi. Hàng tàu họ dùng phân thuốc, họ nuôi trồng. Hàng này là hàng rừng. Cái này là trúc Phật Bà hàng chip nha các bạn nhé. Có giá là 350.000 một kg. Đấy, các bạn vẫn thoải mái chơi hoa bình thường nhé. Cái dòng này chẳng qua là một số thân thì nó hơi bị dập cậy một chút, tại vì cái này em bán với cái giá hàng giống thôi cho các bạn. Đấy, đây, vẫn chơi hoa bình thường, vẫn có nụ nhá. Đây này, thân tơ đang nụ này. Kể cả những thân con nó vẫn cho nụ bình thường. Đây, như đây, một thân con này, nó vẫn cho nụ bình thường, nó vẫn cho hoa. Chẳng qua nó sẽ có những cái thân nó bị gãy như này nhá các bạn nhá. Về chúng ta nuôi gốc thôi nhá. Đấy, đây này, cái cây này bị hỏng hết nụ rồi. 350.000 thôi. Đấy, hàng em quay chi tiết luôn từ trên dưới đều như vậy. Còn ở đây là trầm vàng. Trầm vàng to đẹp bây giờ đang lên mầm nhé các bạn nhé. Chúng ta lấy về nuôi ghép để xem mầm chừng tháng, xem hoa vào chừng tháng 6 nhé các bạn nhé. Bây giờ đang lên mầm gốc đây. Đấy, đang lên mầm gốc này. Rất là đẹp luôn, toàn hàng dề như vậy đây. Đấy, trầm vàng lô này thì đẹp miết mát luôn. Có giá là 500.000 thôi. Còn ở đây là lan u lồi. Đây, u lồi hàng đẹp đây. Có giá 280.000 một kg nhé các bạn nhé. U lồi bây giờ đang nụ này. Đây là những cái nụ rất to rồi này. Đấy, rất là to đẹp rồi này. Hàng 280.000 bao gãy thân hoa cho các bạn. Đấy, nó chỉ lác đác một vài thân là nó bị gãy một hai đốt đầu này thôi nhá các bạn nhá. Vẫn dài đẹp cho các bạn luôn. Đây này. Đấy. Đây. Nó sẽ có từ ngắn cỡ này trở lên nhá. Tất cả đều đang có nụ để sắp tới chúng ta chơi hoa Tết nhá. Đấy. Đây. Đấy, nó bị gãy một đầu này. 280.000. Còn ở bên này đây em có hàng giá rẻ này. 220.000. Hàng nó bị gãy tay hoa như này. Đấy, nó bị gãy tay hoa như này nhưng mà vẫn cho hoa xem hoa bình thường nhá. Những cái tay hoa bị gãy này chúng ta cắt bỏ và vứt đi. Nó vẫn cho mình xem hoa bình thường. Và đây lác đác có những cái thân nó nhỏ mà nó không to đẹp mà nó vẫn còn lành nhá, không hề bị gãy nhá, thì vẫn còn đang cho nụ bình thường này. Em bán giá là 220.000 nhé các bạn nhé. Đấy, hàng giá rẻ. Ở đây nữa này. Đấy, hàng dài đẹp luôn này. Còn cả hàng dài này. Hàng dài thì hay bị gãy đầu, ở đầu đuôi này. Cái phần đuôi này hay bị gãy. Nó gãy tầm 2-3 nắp mắt thôi. Như đây này. Đây này, thân này nó bị gãy đây này. Gãy đây nữa này. Đấy, lắc đắc nó bị gãy thôi. 220.000 thôi. Dài này, bị gãy này nhá. Còn ở đây là lan
thập hoa. Thập hoa có giá 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, chỗ này còn chừng một cân rưỡi này. Thập hoa. Còn ở đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng đang chuẩn bị cho nụ rồi các bạn ạ. Thì cho nụ thì nó sẽ nở hoa vào sau Tết một thời gian. Hàng dề đẹp nhé các bạn nhé. 120.000 một cân thôi. Nhất điểm hoàng. Còn ở đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp có giá 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, lan hoàng lạp đây. Đấy, hàng dề này. Toàn hàng dề thôi. Đấy, hàng rời có nhưng ít thôi. Ít hàng rời thôi. Ít hàng rời thì nó cũng một vài ba khóm trở lên. Cây nhỏ nhỏ như này nữa có 150.000 mà. Đấy. Còn đây lan chuối ngọc. Chuối ngọc đang bị chuẩn bị vào mùa nụ rồi nhá các bạn nhá. Em thấy đâu đây là lác đác là có một vài nụ rồi đấy. Tại vì hôm qua em dỡ hàng ra, chiều tối hôm qua đấy. Em dỡ hàng ra là thấy có nụ rồi các bạn ạ. Đấy. Ở cái lan chuối ngọc thì có giá là 160.000 một kg thôi. Đấy. Lan chuối ngọc thì có giá 160.000 một kg thôi. Đấy, sắp tới có khả năng nở vào Tết cũng rất là cao. Chúng nó chỉ nở hoa sau Tết gì đấy thôi. Còn ở đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân hàng cây nhỏ nhé các bạn nhé. 120.000 một kg. Đấy. Đợt này lại không nhập được hàng đẹp về cho các bạn. Còn ở đây long tu xuân. Long tu xuân hàng đẹp có giá 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Long tu xuân có hai loại luôn cho các bạn. Đây, hàng đẹp mướt man này. Không dập gãy này. Có dập, có gãy thì gãy đâu ở đầu đuôi này. Này, thế thôi. Còn hàng đây. Hàng em lọc ra, hàng bị gãy, hàng cây nhỏ thì ở bên này. Có giá 180.000 một kg thôi. Đó. Đây nhá các bạn nhá. Đây. Hàng nhỏ, hàng gãy này. Nhưng cái này là chúng ta lấy về ươm ở các nhà vườn thì cực kỳ được lợi thân luôn. Với cả cái lan long tu này nó lại cực kỳ dễ thuần và nuôi lớn rất là nhanh. Đấy. Còn ở đây là lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng có giá 150.000 một kg nhé các bạn nhé. Đây này, xanh mướt luôn này. Đây. Còn đây lan ý ngọc. Ý ngọc có giá 200.000 một kg thôi. Đấy. Hoa cánh trắng họng tím này. Rất là đẹp này. Đấy. Đây. Đấy. Lan ý ngọc nhé. Còn đây một chút kiều vàng. Kiều vàng có giá 160.000 một kg nhé các bạn nhé. Những cái thân bị gãy này em sẽ cắt bỏ. Để chúng ta không phải cân những phần gãy nữa. Đấy. Đây là lan kiều vàng 160.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan rừng mà ngày hôm nay cơ sở Ngọc Bền muốn chia sẻ cho các bạn cùng chơi. Là gồm có bằng này mặt hàng. Thì các bạn hãy điện trực tiếp vào số điện thoại của cơ sở lan rừng Ngọc Bền nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.